Đến với kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ vẽ tặng các bạn bức tranh chú thỏ và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Vẽ được bức tranh chú thỏ thì mình sẽ phải dùng bức tranh đi phác họa hình dạng của chú thỏ. Đây mình sẽ đi vào mũi này, miệng chú thỏ và là răng. Đây sẽ là mắt của chú thỏ. Đây là chân thỏ các bạn ạ. Nuôi được thỏ các bạn ạ. Mình sẽ vẽ trên này nữa này. Để cho bức tranh của mình đẹp hơn thì mình sẽ vẽ tiếp các chi tiết khác như là xung quanh, như là đường này, cây cô các bạn ạ. Đây là con sói này, con sói này to, con sói luôn. Đây sẽ là cây. Mình sẽ đi tô phần mũi cho nó. Mình sẽ đi tô phần đuôi. Khi các bạn đi tô chi tiết đấy thì các bạn tô làm sao cho bức cho các chi tiết đấy không đi ra ngoài. Mình ra ngoài sang chi tiết khác, tô sang chi tiết khác thì tôi nó chạy ta sẽ rất là sợ. Mình sẽ đi tô cái cây của bạn ạ. Mình
Đây là học sẽ biết có cả mọi người thì mình sẽ lấy lại. Bây giờ mình sẽ cắt giảm cái tỷ vọng thì mình sẽ đi vẽ. Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh chú thỏ. Trong quá trình vẽ các bạn thấy hay và đẹp thì hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất